Mọi người ơi, Mina, đã có ai ở đây từng cầm quyển truyện Doraemon rồi ngủ quên để mà nó rơi vào mặt chưa? Sao? Chưa, toàn đọc trên mạng á, xong bị cái máy Kindle rơi vào mặt á. Đáng đời. Ý của tôi là, chúng ta vẫn thường coi Doraemon là một bộ truyện cho thiếu nhi với những tình tiết rất là trẻ con, rất là mơ mộng. Nhưng giờ chúng ta đã lớn và rảnh nên có lẽ là đã đến lúc để mà chúng ta mổ xẻ nó để nâng cao quan điểm, xem Doraemon có những giá trị gì mà bao thế hệ lại say đắm nó đến thế. Và tôi tin rằng là nó có nhiều giá trị hơn chúng mình từng nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là năm mẫu tính cách đặc trưng, có lẽ các bạn đã biết rồi, nhưng mà mình vẫn nói lại cho có đầu có đuôi. Doraemon là một bộ phim ngắn, thỉnh thoảng dài, kể về năm nhân vật là Nobita, Doraemon, Chien, Seiko và Suka. Thật ra thì vẫn còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà nói chung xuất hiện nhiều nhất thì vẫn là năm nhân vật này. Ui, có lẽ đây chính là cách mà tác giả ám chỉ rằng họ chính là nhân vật chính. Nobita hiện lên là một loser điển hình, lười nhác này, rốt nát này, dâm dê này, yếu đuối này, nghèo này. Và như một người anh họ Trần đã từng nói, nghèo thì hay xui lắm. Cuộc sống của Nobita xoay quanh việc bị điểm không, bị Chien đấm, FOMO với cả Seiko và xung đột về việc nên yêu Suka hay là chỉ xem Suka tắm. Nó là một cuộc sống sẽ khơi gợi cái sự thương hại từ người đọc. Và phép màu xuất hiện mang tên Doraemon. Chú mèo máy này giống một trí tuệ AI nhưng mà có cảm xúc, lai với ông Bụt. Mọi phép màu của cậu đến từ cái quần xịt màu trắng đeo trước ngực. Dù hoàn hảo và là một robot nhưng mà để cho con người nhất thì tác giả cho Doraemon sợ chuột vì sang chấn tâm lý vì khi xưa bị chuột gặm mất tai. Một cái tình tiết mà để mà nâng cao quan điểm một tí thì đấy chính là cài cắm về sức khỏe tâm thần của con người. Trong hội nhóm của những nhi đồng thì Seiko có vẻ là người mà có cá tính thú vị nhất. Đến từ ngay cái ngoại hình khi mà cậu có một cái mỏ nhìn rất là kiểu hình học 2D. Tôi cá là tác giả rất là tin vào nhân tướng học. Khi mà Seiko hiện lên là một người lèo mép, nịnh hót, biết luồn lách để lấy lợi thế. Nhìn một cách tích cực thì là người có EQ cao và biết cách giao tiếp. Nhưng mà điều khiến nhân vật này đặc biệt thì là gia đình phú hộ giàu có nhiều thế hệ. Tất nhiên là nếu chỉ giàu có không thì cũng chả có gì đặc biệt. Điều hấp dẫn đó là cách mà gia đình này trở nên giàu có. Dù là một kẻ hay phô trương, mõm vương thì chắc gì một thằng nhóc cấp 1. Nhưng Seiko là một người khá tháo vát, việc gì cũng làm được. Có một tập phim tên là Sinh nhật rỗng túi của Seiko. Cu cậu có cái miệng hình học đã ước rằng gia đình của mình nghèo khó, chứ ngày nào cũng giàu thì chịu không được. Bố Seiko từ một vị giám đốc trở thành kiểu không ai cả. Mẹ Seiko từ vợ giám đốc trở thành chỉ mẹ Seiko thôi. Nhưng thay vì than thân trách phận tại thì bố Seiko lao vào những công việc tay chân, tự mình cấy lúa, biến thế mạnh của bản thân trở nên có ích như là nghiên cứu cách làm giấy và đồ đạc trong nhà, tiết kiệm chi phí. Mẹ Seiko thì làm nhiều nghề cùng lúc. Seiko thừa hưởng khả năng chế tác hoàn hảo của bố, cũng tự handmade những chiếc đồ chơi khiến nhiều kỹ sư cảm thấy phí hoài những năm tháng đại học. Và quan trọng nhất là thái độ của họ khi mà đối diện với nghịch cảnh. Họ đều lạc quan vui vẻ như kiểu chẳng có vấn đề gì cả, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Những điều này thực sự giải thích tại sao gia đình của Seiko lại giàu và khiến người xem cảm thấy rằng họ giàu là xứng đáng và họ giàu nhờ thực lực. Nhắc đến Seiko thì phải nhắc đến cái người bạn bất đắc dĩ thân nhất của cậu, Chien. Cậu béo này hiện lên là một chiến binh dũng cảm, gan dạ, sức khỏe, thể chất vượt trội. Cơn ác mộng trường học khi mà đấm hết tất cả những nam nhân trong trường. Nhưng mà sợ mẹ bởi vì mẹ giữ. Chắc là thừa hưởng cái bản tính hung tàn từ đấy. Tuy vậy thì khi mà va vào những cái hoàn cảnh hiểm nghèo thì Chien cũng là người không ngại xả thân vì bạn. Chien có một cô em gái mà theo vũ trụ gốc là sau này thành vợ Nobita, đấy là Chaiko. Người cuối cùng trong đám là bóng hồng vạn người mê, Suka với đôi mắt biếc. Cô bé này là một nhân vật tương đối hoàn hảo, khi vừa xinh đẹp, học lực tốt lại biết chơi nhạc cụ, cụ thể là violin. Dù là chơi không hay lắm, đó là lý do mà mẹ cô bé bắt học piano. Cô gái này thương người, thương động vật, trừ nhện, cóc và sâu gióm. Tuy phận nữ nhi nhưng mà lại luôn bảo vệ người yếu thế hơn là Nobita. Đây là nhân vật khá hoàn hảo và gần như không có một tật xấu nào. Chỉ có mỗi tật thích ăn khoai nướng, nhưng mà giấu giếm vì sợ mọi người biết. Nhưng mà thích ăn khoai có thực sự là một tật xấu không thì tôi cũng chả biết. Ngoài năm nhân vật chính của bộ truyện, chúng ta còn có những nhân vật khác như là thầy giáo này, Deki này, Doremi này. Họ xuất hiện trong vài tập và vài sự kiện. Câu chuyện truyền cảm hứng. Nobita, một cậu bé xui xẻo, gặp nhiều bất trắc. Dù đeo kính cận nhưng cậu vẫn không nhìn thấy rằng tương lai của mình mờ mịt vãi chưởng. Cho đến khi cháu trai ba đời là Nobito thấy đời ông ăn mặn đời cháu chạy thận, nên quyết định quay trở về quá khứ, đính kèm theo mèo máy Doraemon để mà cứu vớt cuộc đời ông cố nội mình. Ông cố nội thấy một thằng nhìn na ná mình chui ra từ ngăn kéo bàn học thì cũng tám phần hốt hoảng. Sau một khóa trị liệu tâm lý từ cháu trai, Nobita còn trầm cảm hơn khi biết rằng sau này mình cưới trai cô. Và thế là cháu trai yêu của cố nội đã lên kế hoạch chi tiết để phá vỡ dòng thời gian thiêng liêng bằng cách là gửi gắm cho cố nội con mèo máy Doraemon. Và với sự giúp sức của Doraemon, Nobita từ một chàng trai bình thường, cận lòi, lười biếng, cưới được vợ xấu, trở thành một chàng trai bình thường, cận lòi, lười biếng nhưng mà cưới được vợ xinh. Có nhiều thông tin cho rằng về sau, bước ngoặt lớn nhất để Nobita thay đổi và trở nên tốt hơn đó là hành trình để có thể sáng chế ra Doraemon. Vì sau này, chú mèo máy sẽ bị hư, khiến Nobita cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng khi mất đi một người bạn từ thuở nhỏ.
Vậy là nghe qua, chúng ta cũng cảm nhận được một câu chuyện truyền cảm hứng, thay đổi trở nên tốt đẹp, xen lẫn một chút yếu tố hư ảo của thời gian, bỗng trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều. Bản thân mình là một người không thích những câu chuyện như này lắm. Tại sao luôn là một kẻ thất bại rồi ABC các thứ để trở nên tốt hơn? Nó như kiểu cái sự thương hại ấy. Và thứ hai nữa là, tôi sẽ trích quote ở đây cho nó dễ mường tượng. Đấy là nếu cháu không là gì cả khi không có bộ giáp thì cháu không xứng đáng có bộ giáp. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một hồi trong nhà vệ sinh thì có lẽ câu chuyện như vậy là hợp lý nhất. Vì một người nhiều khiếm khuyết chẳng có gì thì cái hành trình thay đổi lên level mới mới có cái để mà người ta xem. Và câu chuyện từ một người không có gì cả sẽ luôn lấy được cái sự đồng cảm, vì ai cũng có xuất phát điểm như vậy. Và quan trọng hơn hết, đây là chuyện cho trẻ con, kích thích trí tưởng tượng. Nên là mấy ông già như chúng mình mà ngồi bắt bẻ nhân sinh quan trong đấy nó cũng hơi kỳ một chút. Truyền bá văn hóa Nhật Bản, nếu với độc giả, nhất là những độc giả nhỏ tuổi, thì truyện tranh chỉ là những câu chuyện giải trí, tài liệu giải khuây. Nhưng với những người làm ra nó thì nó còn có thể có những tác dụng khác, mà một trong số đó là truyền thông. Một bộ truyện nếu như thành công về khả năng tiếp cận thì có thể đem lại cái sự ảnh hưởng rất là lớn cho đại chúng. Thời điểm những đứa trẻ Việt Nam lần đầu được cầm quyển Doraemon trên tay cũng là lúc mà Việt Nam chưa hội nhập WTO, Internet cũng là một cái điều gì đấy còn mơ hồ. Vậy mà trẻ con Việt Nam đã biết kimono là một bộ quốc phục đặc trưng của Nhật Bản. Đàn ông Nhật Bản bị sức ép rất lớn từ cơm áo gạo tiền. Dân Nhật Bản cũng có truyền thống chăm chỉ, hay là Nhật Bản là đất nước mặt trời mọc, cũng là ý nghĩa của quốc kỳ. Và rất nhiều những yếu tố văn hóa nhỏ nhỏ của đất nước này đã được tác giả khéo léo đưa vào bộ truyện. Không phải ngẫu nhiên mà đối tượng tác giả nhắm đến là những đứa trẻ. Thì ngoài việc trẻ con thì mới đọc truyện ra, thì tác giả muốn Doraemon trở thành tuổi thơ của tất cả những đứa trẻ trên thế giới. Bất cứ ai khi nghĩ đến những người bạn của mình cũng đều vô hình chung liên tưởng đến năm nhân vật điển hình trong truyện. Hay tưởng tượng ra nếu bản thân mình có những món đồ bảo bối của Doraemon thì sẽ dùng nó thông minh như thế nào. Một tuổi thơ thật tuyệt vời, mộng mơ và nhiều niềm vui. Các bài học. Giá trị lớn nhất của bộ truyện tranh, bên cạnh các nhân vật đáng yêu và thú vị, chính là những bài học đắt giá mà đám nhỏ này đem lại. Nobita kể từ sau sự xuất hiện của Doraemon đã lạm dụng bảo bối và gây ra không ít hệ lụy cho thế giới xung quanh. Đó chính là bài học về lòng tham, về khả năng kiểm soát. Và như một người bác nào đó đã từng nói rất nhiều lần, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nobita có rất nhiều tật xấu như đã liệt kê ở trên, nhưng nếu cố gắng tìm thì cậu vẫn có những tài lẻ không hề vô dụng, như bắn súng trăm phát trăm trúng, chơi dây giỏi hơn chơi đùa trái tim. Chúng ta hoàn toàn có những điểm tốt chưa được khai quật, hãy dựa vào đó để cấu thành nên những phẩm chất tốt. Doraemon luôn là người tất bật dọn dẹp mớ hổ lốn mà cậu bạn cùng nhà gây ra. Doraemon đại diện cho sự kiểm soát của lý trí mỗi người, đừng hành động chỉ theo cảm tính. Nếu mà để ý kỹ thì tác giả cho Seiko là người có ngoại hình tệ nhất. Ngoài khuôn miệng hình học ra thì Seiko còn lùn nhất hội bạn, thậm chí còn lùn hơn cả Suka. Nhưng thay vào đó thì cậu lại thông minh và tháo vát nhất, như đã nói. Rõ ràng đấy cũng là cái cắm của tác giả, rằng là yếu tố ngoại hình không phải là cái tiên quyết, là cái quyết định để mà đánh giá một con người. Thay vì trách phận, hãy khiến người khác phải ngước nhìn bạn theo cách khác. Trai em thì ngoài bạo lực học đường ra còn gây ô nhiễm tiếng ồn. Cậu thường tổ chức live show ở bãi đất trống của ba ống nước. Khán giả thì thường là những người bạn tội nghiệp bị bắt phải nghe và ghét cay ghét đắng âm thanh cậu phát ra. Trai em không ngờ nghệch đến nỗi không biết rằng mọi người đang ước mong bản thân bị điếc. Nhưng mà tại sao cậu vẫn hát? Đó không phải là sự cố chấp. Mình có một quan niệm rằng là nếu bạn muốn người khác tin vào điều gì thì bạn phải là người đầu tiên tin vào nó trước. Trên thế giới này có những người làm một việc không quá xuất sắc, nhưng mà nếu họ kiên trì đến cùng thì phía trước sẽ luôn có con đường. Còn cái hát thì không. Đê khi hiện lên là con nhà người ta trong bộ truyện, cậu hoàn hảo cho đến từng cọng lông mi. Nhưng có lẽ chính vì hoàn hảo như vậy nên là Đê khi không được xuất hiện nhiều trong hành trình của cả nhóm. Vì như mình đã nói rồi đấy, hoàn hảo rồi có cái khỉ gì nữa mà phát triển. Suka là chất xúc tác khiến cả nhóm đoàn kết hơn hoặc xung đột. Trong một nhóm con trai sẽ luôn có một thành viên nữ. Suka khiến Nobita trở nên dũng cảm hơn, khiến trai En trở nên bớt bạo lực hơn, giúp Seiko hiểu rằng tiền chưa chắc đã mua được tình cảm. Dù là có mấy tập Suka cũng mê đồ chơi của Seiko phết, giúp Doraemon hiểu được rằng Nobita phải cố gắng rất nhiều mới xứng đáng với cô gái này. Họ là dương, Suka là âm, sự hài hòa đó khiến cả nhóm gắn kết, vượt qua được bao khó khăn thử thách. Doraemon là câu chuyện tuổi thơ của biết bao độc giả, và như bao bộ manga khác, những đứa trẻ năm đó đã lớn lên và thay đổi nhiều. Nhưng mỗi khi nhắc về chú chồn xanh lè chân đen xì không tai, vẫn là cái sự hoài niệm, một cảm giác khó tả mà dùng ngôn từ thì hơi bất lực. Hành trình thay đổi của năm nhân vật huyền thoại trong truyện sẽ mãi là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên tính cách của mỗi đứa trẻ hồi đó. Tự nhiên nhớ thời đi học thế nhỉ. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.